Quý vị ơi, hiện tại thì bác sĩ Giáng Tiên, chuyên gia chăm sóc da tại Thẩm mỹ viện Lamia đang làm nâng cơ bằng công nghệ Apoly. Và mọi người có thể nhìn thấy là khách hàng của Lamia vẫn đang rất là thư giãn đúng không ạ? Cô ơi, cô có cảm thấy khó chịu gì không cô? Không, cô thấy bình thường. Dạ vâng ạ, hoàn toàn không khó chịu gì đúng không ạ? Bác sĩ Tiên đang chuẩn bị đến bước cuối cùng để kết thúc. Cái phần hôm nay cung mày với cả cái phần đôi mắt của cô cải thiện rất là rõ rệt đấy. Thì cô có phải tiêm kem gì không? Cái này thì da thì không phải tiêm kem gì đâu ạ, tại vì nó không gây tổn thương gì, cho nên mình có thể sinh hoạt bình thường. Thậm chí là ngày mai lập tức cô đi trang điểm, make up thoải mái, thậm chí da đẹp hơn, mịn hơn, căng hơn. Sau khi làm xong thì da chỉ ửng hồng nhẹ một chút. Chị có thể nói cho quý vị thêm hiệu quả của cô Hoa ngày hôm nay nó tăng lên như thế nào vậy? Đầu tiên cái quan trọng nhất là cái thứ nhất là phần đôi nhăn đôi mắt của cô này. Nó gần như rất là rõ rệt, cái đuôi chấm chim cô gần như không còn nữa. Mà sau khi làm xong thì cái phương pháp này mình chỉ thấy được 30% kết quả thôi. 70% còn lại thì mình sẽ thấy sau khoảng tầm từ 2 tuần, 6 tuần và kết thúc trong vòng 2 tháng. 2 tháng sau thì gần như là cái phần bọng mắt, phần quầng thâm mắt và cái phần đuôi mắt của cô nó sẽ gần như là giải quyết được triệt để luôn đấy. Và trước đây cô cũng đến tâm sự với con là cái phần đuôi mắt là cái phần mà cô cảm thấy tự tin nhất đúng không ạ? Đúng rồi. Nó sụp mí kinh khủng ấy. Rất là nhiều cái chân chim đúng không cô? Ừ. Mọi người có thể thấy là sau làm xong nó rất lên da rất là hồng hào nhẹ nhàng ấy, nó còn cải thiện rất rõ về cái vấn đề trẻ hóa da nữa. Thứ mặt cô nám ngang nắm dập không nhỉ? Đây, sau khi làm xong cái phần rãnh mũi má này, phần râu rồng của cô gần như nâng được lên rất là rõ rệt, và sau khi liệu trình kết thúc thì cái phần viền hàm của cô này nó sẽ gần như được rõ hẳn ra luôn ấy, không phải là cái viền hàm ra. Vâng ạ, mà cô đã thân gọn hơn rất là nhiều rồi đấy ạ. Và hiện tại thì Thẩm mỹ viện Lamia đang có chương trình ưu đãi lên tới 75% các dịch vụ này, như là giảm béo, nâng cơ hay là chăm sóc da, triệt lông, dành cho 15 chị em nhanh nhất thôi đấy ạ. Nên là các chị em nào muốn giành được cái cơ hội này thì hãy nhanh chóng để lại số điện thoại ngay dưới livestream này nhé. Và sau đây thì em sẽ cho các chị em xem hình ảnh da mặt của cô Hoa để quý vị có thể so sánh được cái kết quả. Đây chính là hình ảnh của cô Hoa ngày đầu tiên khi mà chưa thực hiện liệu trình. Đây, bác sĩ Tiên có thể nhận xét một chút về tình hình lúc đó của cô Hoa. Mọi người có thể thấy rõ rệt nhất, cũng như là một chút nhá. Rõ rệt nhất, thứ nhất là cái phần đuôi mắt này. Đuôi mắt là cái vùng mà nó là cái mà cô tự ti nhất. Nhưng hiện tại bây giờ thì mới được 30% kết quả thôi mà mình thấy rõ được là cái hiệu quả của này. Đuôi mắt này gần như là nó cải thiện được đến 60-70% rồi. Cái phần rãnh mũi má này, thứ nhất và thứ hai là nám này, nám và nhang của cô này. Cái phần viền hàm thì nó vẫn chưa được rõ ràng lắm, nhưng mà sau khi kết thúc liệu trình khoảng tầm 2 tháng sau, cái collagen nó tăng sinh hết thì cái phần viền hàm của cô thì nó sẽ rõ nét trở lại bình thường. Và cái phần đường chân trời của cái vùng trán, phần nhăn giữa hai cung mày thì rõ không ạ? Cô mở mắt cho con một chút nhé. Cô mở hẳn ra. À, đúng không? Rõ cái phần cung mày. Cái phần cung mày và cái mí mắt cô rõ rệt chưa ạ? Đây, mình thấy so sánh rõ rệt. Bác sĩ Tiên có thể zoom phần chân mày với cả phần đuôi mắt của cô Hoa lên không? Đấy, quý vị có thể thấy cái chân chim rất là nhiều ở đuôi mắt của cô đúng không ạ? Bây giờ gần như đã mờ hết rồi đấy ạ. Đây là mới 30% của kết quả thôi. Còn sau vòng 2 tháng sau thì con khẳng định với cô là chắc là phải rất là bất ngờ về kết quả đấy ạ. Đúng rồi ạ, nó khác biệt rất là nhiều. Cô Hoa ơi, thì ngày hôm nay con đã thấy là mặt cô đã đẹp hơn rất là nhiều, vết nhăn gần như đã mờ đi hết rồi đấy ạ. Và cảm ơn cô rất là nhiều vì đã đồng ý cho chúng con quay livestream cô nhé. Cô cũng cảm ơn Thẩm mỹ viện Lamia nhé. Cho cô trẻ lên phải đến mấy tuổi ấy. Dạ vâng ạ. Bây giờ cô nhìn cô chỉ như 50 thôi chứ không phải 60 nữa rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ Giáng Tiên.